Cần quay cái đường không quay lên bên sao mình thấy gì? À. Từ Việt Nam này này, đấy chỗ Việt Nam. Đạo đây hả con? Dạ. Bán một bán đồ đây hả? Dạ, bán đồ. Chắc cũng mua mấy ngàn á. Những cái đồ của trẻ con mình chỉ mua một hai đấy đi, lúc ấy thôi. Con mua mua đồ còn. Mà điều cô thích hợp con mua đồ giảm giá. Ta xem rồi. Ôi trời ơi, nhà này bán được không? Trời chị, đồ đẹp chưa? Đồ đẹp nhỉ. Ừ. Giống cái phong cách người Hà Nội đây mình này. Ở ngoài chợ Bắc á. Con Vân Phún này nó thích cái áo kiểu như tặng này này. Bao nhiêu một cái để... Ồ, nếu mà nhà mình lấy thì mình lấy cái giá khác. Ừ. Bảo cháu ta to ra thử. Có bán quần nữ không? Ừ, bán ít quần nữ, đa số là quần bò. À, đây. Chị cháu bây giờ ra sớm. Thơm, ở dưới đây nghe mùi thơm quá. Mùi hàng khô thơm, than muộn thế. Tao thì ăn trưa mà. Này cho ngồi dưới cho chắc ăn này. Được không? Gì đây? Bún. Ai bán hàng? Ông Hoa. À, dạ ông Ngọc. Hôm nay đi dịch cái passport về xong bắt đầu mới. Giờ đâu em, giờ đâu? Thì chỗ này là chỗ em lên tí, chỗ bến là chỗ Metro Poly. Chỗ sợ thú ấy. Ông ấy ra mới về, mình đi mới bảo đợi cái Hạnh này mà đi công đi buổi chiều ấy, Hạnh đi buổi chiều được chứ đi sớm quá. Em này ở đâu mà mới thế nhỉ? Dạ mới. Mới giờ mới ra. Mới. Ra lần ra đi sớm toàn là ở dưới kia. À chợ rồi á. À chợ nhà em á. Bột chiên sầu. Không, mà không đi chợ. Nó lấy chồng tay ở đây. Cũng lấy chồng tay. Đứa này đứa thứ hai rồi. Ủa cái này trong này là bán cái gì cô? Trong cái tủ lạnh này là bán cái gì vậy? Bán là tôm ở trong đấy. Tôm. Tôm. Ở Việt Nam mình nhập qua hả con? Hả? Tôm ở Việt Nam tôm mình nhập. Tôm của Bangladesh rồi tôm của bạn các thứ đấy. Đa. Ừ. Masa đang ở bên Tây Ban Nha, hai vợ chồng mới sang Tây Ban Nha đi chơi. À, đi du lịch về đấy. Chị bá ma đi về thì... Cô có bán măng nữa này cô nè. Đó, chịu để á. Có bán măng nữa nè. Măng đấy. Ừ. Măng này măng của tôi. Lượn thì cứ đấy. Nè con lớn cháu lớn chưa? Được mấy tuổi rồi? 6. Dạ 6. Dạ. Được 6 tuổi. Được 6 tuổi. Cháu sang đây ngày xưa là học à? Bên này hay sao? Đi lấy chồng tới. Dạ lấy chồng, chồng con gặp ở Việt Nam đó xong rồi lấy cô chồng này. Chồng về Việt Nam làm. Cô Thanh này. Ừ. Đó. À, cô Thanh rất là thích ăn khoai lấy. Nhìn giống giấy quá. Làm ở trong Việt Nam đúng không? Xong bắt đầu là lấy đúng không? Dạ. Lấy chồng tới chồng quê ở Kép mà hay ở đâu? Không, dạ quê ở tỉnh khác còn nhưng mà làm việc ở đây. À, việc ở đây giờ mua nhà mua cửa chúng nó ở đây. À ha. Dạ. Con này là dầu hào hả con? Dầu hào. Bên đây cô bán nhập vào cái kiểu thêm thùng hàng. Nó hay làm YouTube cho quay YouTube Việt Nam. Cô là cô tên Sung. Cô này là cô Minh. Cô Minh. Minh Thùng. Minh. Minh Thùng. Có nước mắm, chút mua nước mắm à? Các loại nước mắm chứ? Dạ, có mua. Có mua nước em mắm. Em đi lấy hàng buổi sớm à? À hả? Đi lấy hàng sớm thì chị... gặp ở bữa. Mà bảo bao lần bà Khiêm xách về bảo ôi chị không đi qua đây đâu. Thư thoảng mới đi qua mà. Ừ. Đà. Chị, tại vì ở trên này chị không có khách Tây ở dưới đấy. Xong rồi chị lười đấy. Nhỏ đi muộn rồi chị cho khách chủ yếu là khách ở... Cô, mấy cái này là nhập từ Việt Nam mình qua luôn hả? Ra ra, nhập ở bên Việt Nam. Nhắm này nhập đường tàu hả cô? Đường biển này ta. Đường biển nó mới rẻ chứ đường ấy. Nhập đường biển thì khoảng bao nhiêu ngày có hả cô? Ừ, phải gần 2 tháng. Gần 2 tháng hả? Mình mua hàng của đó xong mình cứ qua. Thực ra là cô có biển... tiền mà để đóng thẳng như thế được đâu. Ở đây toàn kiểu như là lấy lại bên tiệp đấy, các thứ đấy. Bên, Gửi hàng biển ở đây cũng được mà anh đi ra hàng biển gửi cũng được mà. Những cái hàng lâu thì bánh nhưng mà vào bên biển bưu điện thì nó nên mình thích đi qua hàng biển thì có phải ấy đâu, không phải giấy tờ gì đâu. Cô bánh đa này chiên giòn ngon nhưng mà em nghĩ là chị gửi từ Việt Nam sang đúng chứ, bởi vì mình ở đây mình gửi được về được mà.
Bưu điện thì gửi xong được cô, gửi đường tàu mình phải có giấy tờ. Không, mình có mỗi ra nó địa chỉ. Bánh đa nem. Cô bánh đa nem thì chiên nem ngon. Em đóng sữa về cho con Trang này là em cứ gửi đường đấy nó dễ. Đường nào? Từng giờ ra bưu điện đi, xong rồi nó hỏi là mày đi đường nào? À, thế à? Đường mày đi đường tàu hay là mày đi đường máy bay đây? Ừ. Thế bảo tao đi đường tàu. Này là gì đây? Thế bột nếp. Thế khoảng bao nhiêu tiền đấy? Ăn rồi thì nhận. Bột nếp. Ừ. Đường biển tháng. Cứ đóng khoảng 20 tấn. Nếp. Thế mình chỉ thế mà chỉ đây gửi về. Thế là Trang ở nhà là kiểu làm các thứ luôn. Ừ, thỉnh thoảng không, thỉnh thoảng có người đặt sữa nữa. Đấy. Đặt sữa ở nhà mình nó. Ta mua sữa gì đấy? Sữa thì. À. Với lại neon. Cà phê. Cái này là cái gì? Neon này sữa lá. Sữa dê mà người bảo sữa dê tốt, nhưng mà mua cả mấy loại sữa cái dành cho người huyết áp cao ấy. À, ở Việt Nam thì mình ít có những loại mật. Cái này nắm. Để cho nguội đi. Để cho nguội. À, chị muốn mua để gửi về cho mẹ đây. Không có thế theo chị gửi cho mẹ đóng mẹ hàng kia. Không sao, cái anh là cái này là huế. Huế này để nấu phở. Nhiều canxi. Già thì thế, già thì cần phải như thế. Nhưng mà già nó có loại chữ để cho dành cho người già. Chưa hả? Cô Thanh, cỡ cô Thanh ăn cái này ngon, tốt này cô Thanh à. Cái gì đấy? Cẩm, thập cẩm. Cả này. Tẩm người ta hay nấu ấy. Ta nấu với lại dầu ua, nấu sữa, nó. Đúng rồi, đúng men gọi là sữa chua nước ấy đấy. Dạ. Mà hầm cái này lâu lắm, hầm mấy tiếng đồng hồ mới ăn được. Hầm đi hầm lại 3-4 lần gì á. Mấy tiếng nó phải ủ một hai hôm nó mới chua chua lên men rồi bắt đầu là cho vào giờ sữa chua chứ chắc. À vậy hả con? À vậy hả? Cái này con chưa biết nấu hả? Mà ăn này nghe nó tốt quá. Chỉ biết nấu nếp cẩm, gạo. Quá chừng là đồ trong bao. Cô để trong bao không? Xong có cái men này, có cái men vào xong nó trộn vào đã. Bắt đầu ủ rồi. Anh Nam có hay gọi điện mẹ không? Anh đang ở đây. Nhặt mì tôm, mì tôm. Người Việt Nam đi đâu cũng gặp mì tôm. Sao mà khoái mì tôm như? Đi sang đấy được ngày thì nó đi làm đưa cái giấy tờ đi làm đấy, nó mất bác to mà. À, kiểu gì lại mất? Thế bảo là mất bác ở bên đấy, đợt đấy mất ở bên. Mit Lukas?
Trời, hai cha con mới có mấy tiếng đi làm giờ giờ nhớ. Anh là phải hai cha con nhớ nhau kìa. Mẹ mẹ cần bao nhiêu quan niệm mà chỉ kể. Mẹ mẹ cần bao nhiêu quan niệm kể bảo bảo. Anh là phải nhớ bao nhiêu bao nhiêu quan. Phải nhớ bao nhiêu bao nhiêu cái ta 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 lâu lắm rồi mẹ mày lẩu mà cái xin mít mít sao sao cha con cùng nhau đi làm có mấy tiếng nữa master đi mà master на чё я звоню? Алло, так, папа, папа, давайте приезжайте скорее. Папа, что я вместе катаюсь. Могу, гуман. И звоните мне, потому что я всё время отнимаю. Не могу сказать. Сейчас доставай руку. Папа, знаешь, что я не буду, потому что долго. Hôm nay thịt gà mà sao hôm nay mua trúng gà thì nó bị dai. Papa, bà chỉ muốn mấy nhỏ này. Này thì sống lọt hơn dài sao? Cái nhỏ xíu mà sao nó bị dài? Papa, bây giờ tôi... Very good, you give me. This is... Phao câu. Yes. No, gì đó. Rồi, ăn thôi, mà mọi người cùng ăn. Cái son này mình cởi đây đó. Alo phale 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 te 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 te. Ủa con lắm nào con? Hồi nãy tôi muốn показать показать тебе японский удар. Только ты стоя, чем сейчас. Ну давай потом покажу. Ты на? Покажешь мне. Вот так вот, фон. Смотри. Знаешь почему? Только ты это не чеши. Это опять прыщики от сладкого. Ну ты уже видел. Помню. Я первый раз вижу. Я когда-то видел, что ты видел. Я видел. Ладно, ты не видел, а я видел. Có mang cá. Mà cô chú anh em. Нам. Нам. Thêm. Nghe nam. Не, мам. Да? Папа, почему у тебя там ничего нету? У меня салат. Ну, салат. И еще грибы. Я грибы съел, салат съел, а мясо положил сюда, чтобы оно остыло. А почему у меня мясо здесь? Почему я никуда не положил? Вон тут твои с краешка, чтобы ты не случайно на твоей не съели. А твой. А что? Я буду следить за мясом. Хорошо. Если ты будешь брать вот эту, тогда или вот эту, либо вот эту, тогда я скажу нет. Знаешь почему? Знаешь почему, папа? Потому что когда пар идет к небу, там появляется такая вода и там есть такие облака и там все не видно. Это все из-за пара. Из-за испарений, да? Да, из-за испарений. Молодец. Мама рассказала. Да. Приносит нее con cá. Мне cá học nhảy đó. Thấy, ngày mai để cái gì cho mẹ đó.
Понесту сначала мы без музыки были, лепечивали, а потом уже с музыкой. Угу. Так вы завтра будете танцевать? Петь песни? Смотри на это стекло. На Украине Дэри попила бизнес визу с Машей. Да. Good margin, good profit. Я понял. Easy grow. Да. Easy grow, but need the picture and dark, don't have light. Папа. Пошел. Папа, где не было света? Вот эти грибы выращивают, знаешь где? Нет. В специальных фермах. А они его закрывают в темном помещении. Они грибы растут в темноте. А почему? Ну. Так они быстрее растут. Где темно? Ну такие грибы. Я такие не слышу. А сейчас сегодня не слышу. Они называются шампиньоны. Шампиньоны. А как тут не понимаешь, что мне интересно? Вот дай мне это. Нам? Нам? А я знаю, it's что это. О, не, mushroom. Because this is Russian champignon. А, Because Vietnam is a mushroom different. Like in Ukraine. Yeah. Mà hỏi tên nắm đây, nắm tên gì mọi người, em không biết tên. Tên ở Việt Nam mình không được ít đó, không có ăn. Tên nhớ nó champignon. 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 Книга. Книга – это я. Книга – это ты. Книга – это ты, а книга – это я. Наоборот. А наоборот. Если далека, тогда я угадал. Ну, оно сама на тьмо. Возьму. А я сказал, это же дорогие страны. А ты сразу... Да, отлично. Но не отлично. Много. Thật nó không có mềm mềm. Còn mấy cái giòn này nữa. Cũng chắc ăn được mình được. Thật có như vậy đó. Nó là sao mà. Cái con gà có cái đùi ngon mà ba mẹ dành ăn. Mẹ dành cho con. Bởi vì nó ăn không được. Nó cứng á. Nó ăn được. Dạ, con có đai củ. À đai củ. Vậy mà con chơi cứng rồi. Con có đai củ. Trắng ngon không? Đây là chú của tôi. Mới mà phải là con nó chơi. Yes, правильно. Вот смотрите. Это мясо. Хорошо. Да, но вот это оно нет. Ну, я так я. Очень вкусно. À, bữa tối lẩu gà thì em cũng tới đây. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Ngon quá chừng mọi người. Ai có thời gian thì nấu ăn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.